Những chiếc đầm xòe luôn mang đến cho người phụ nữ một vẻ đẹp duyên dáng và đầy nữ tính. Để giữ được form dáng đầm hoàn hảo nhất thì Melia sử dụng chất liệu gấm vân cao cấp cho thiết kế này. Những vân gấm nổi bật toát lên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa sang trọng, thể hiện được khí chất của người mặc. Họa tiết Red Forest là sáng tạo đặc biệt đến từ nhà thiết kế của Melia. Sắc màu tươi tắn mang lại sự trẻ trung, rạng rỡ và tôn lên làn da trắng hồng. Phần thân trên của váy ôm nhẹ đường cong, thân dưới xếp ly tỉ mỉ che đi toàn bộ khuyết điểm vòng hai chưa thon gọn. Với một thiết kế như thế này thì các chị đẹp có thể thoải mái di chuyển mà không cảm thấy bị gò bó. Tay bồng đặc trưng che đi bắp tay chưa thon gọn. Vậy nên là các chị đẹp có thân hình chưa chuẩn thì vẫn có thể tự tin để diện lên mình thiết kế này. Ánh mắt người đối diện chắc chắn sẽ bị thu hút bởi bông hoa gấm được làm thủ công, đính kết đá cao cấp vô cùng lấp lánh. Đá hoa tạo nên điểm nhấn hút hồn, đồng thời thể hiện sự cao cấp của dòng thời trang thiết kế. Một bộ trang phục vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng sẽ là vũ khí bí mật để các chị đẹp có thể chinh phục đồng nghiệp, đối tác, khách hàng hay bạn bè cũng như là người thân trong những sự kiện. Và nếu như mà các chị đẹp đã phải lòng thiết kế này rồi thì còn chần chừ gì nữa, hãy inbox ngay cho fanpage của Melia để được đội ngũ chuyên viên tư vấn cho mình size số phù hợp nhất. Melia sẽ gửi sản phẩm về tận nhà cho mình hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, Melia đã có hệ thống showroom trên toàn quốc. Các chị đẹp hoàn toàn có thể ghé thăm các showroom của Melia để sinh về cho mình những thiết kế ưng ý nhất. Cần váy đẹp, ghé ngay Melia.